Xin chào anh em, hôm nay sẽ quay và chia sẻ cho anh em thêm một số kỹ thuật về cây miệt quế nè anh em. Cây miệt quế thì hôm trước mình cũng đã chia sẻ rồi, một clip rồi. Rồi gần đây thì một số anh em cũng quan tâm nhiều đến cây miệt quế. Thì hôm nay mình sẽ quay chia sẻ thêm một số kỹ thuật nhỏ nhỏ về cây miệt quế nữa anh em ha. Đối với miệt quế thì cái thứ nhất là cách bứng bầu anh em ha. Gọi là bứng cây về từ cây phôi á. Là cái này thì bứng là phải có cái bầu anh em ha, phải có bầu đất nha. Từ trường hợp mà khó khăn á, thì anh em chúng ta mới vũ bầu sách đi thôi ha. Còn nếu không á, là phải có cái bầu mới được. Để nó đảm bảo sống cao nè ha. Miệt quế thì nó hơi khó hơn những cái dòng cây khác. Bị da nó mỏng. Vậy cho nên nó dễ bị tuột da tuột nhựa lắm. Mà bứng mà không có cái bầu á. Là nó không khéo là nó chết luôn anh em ha. Để tăng cường độ sống cho cái cây á. Thì bứng nhất thiết phải có bầu anh em ha. Có bầu thì càng tốt. Còn trường hợp mà bất khả kháng thì chúng ta mới vũ bầu thôi, nhưng mà nó phải có nhiều cây cám anh em ha, có nhiều cây cám à. Chứ không là nó cũng khó sống lắm nè, khó sống lắm. Rồi khi mà cắt phôi á thì nhất thiết là chúng ta phải chừa lại nhánh thở anh em ha. Kiểu gì kiểu khi mà anh em cắt phôi á là phải chừa một cái nhánh nào đó, trong một cành một tay gì đó phải chừa một cái nhánh để cho nó đầy đủ lá. Nhánh thở là vậy anh em ha, có nhiều anh em không biết nhánh thở. Nhánh thở là chừa là cái nhánh y vậy nè, để cho cây mình nó trao đổi chất á. Để nó nuôi dưỡng cái cây, để nó giúp duy trì cây sống trong quá trình mình bứng bầu anh em ha. Nó khác các dòng cây khác là mình cắt trụi nó chết luôn ha. Nó có khi nó sống chứ mà không phải là nó chết, nó chết hết. Có khi nó sống nhưng mà nó sống rất là khó khăn anh em. Nhưng mà đặc biệt miệt quế nó vậy đó. Rồi nếu mà anh em cắt trụi hết theo với mình ha, là cũng như tán đầu đinh rồi cắt phôi như cái này nè, như cái này ha, cắt phôi như vậy nè, thì anh em phải ghép cây bo vô. Ghép bo có người gọi là ghép mầm anh em ha. Có người anh em hỏi ghép bo thì cũng nó ghép mầm nó. Là khi chúng ta cắt chỗ này rồi cắt chỗ này thì tất cả những cái cành này nè, là chúng ta phải ghép cái mầm vô, ghép bo vô. Là đóng cho đây một cái, đóng bên cành phong bên kia một cái anh em thấy chưa. Đó, rồi đóng cái ngọn, đóng cành thứ hai. Đó, phải đóng như vậy nè. Thậm chí có người họ đóng 3-4 cái mầm chỗ này nữa, gắn ghép bo vô anh em ha. Để thôi đóng không anh em không hiểu đóng là đóng cái gì, là ghép cái tược nó vô đây, ghép 3-4 cái tược để chi, để nó phụ nuôi cái mặt thẹo này anh em ha. Bởi vì thằng miệt quế nó kéo thẹo nó khó lắm, khó kéo thẹo lắm. Như cái phôi này anh em thấy chưa, là cái do cái lúc mà anh em làm phôi á là anh em cắt cái rễ nó quá sát sát vô cái thân nè, cho nên khi mà cái rễ nó mỏng á, nó chưa kịp tỉnh lại thì nó sẽ chết một đường từ cái này nè anh em thấy không, chạy dài lên tới này luôn. Đó, bây giờ nó lũa tiêu như này đó, cây biết nhiêu tiền vậy nó lũa vậy anh em thấy chưa. Nó khó lắm, nó khó bởi vì da nó mỏng, nó dễ bị tụt nhựa lắm. Nếu mà cắt rễ là anh em nên chừa rễ dài vậy nè. Đó, rồi từ từ mới thu từ anh em ha, đưa thu từ vô. Nhưng này muốn thu rễ vô ngang chỗ này nó mới đẹp nè. Nó cắt khác cái thằng kia là mình kia cắt phân nửa thằng này. Còn riêng thằng miệt quế là anh em cắt phân nửa cái này nè. Phân nửa đây ha, phân nửa này, phân nửa vậy đó, nửa xuôi xuống như nè, chứ không phải cắt mấy tên này mà xuôi xuống như nè. Để gì khi lắp đất lại là chỗ này sẽ ra rễ. Rồi xong xuôi mới còn nữa kia lại. Một thời gian sau nữa kia mình mới cắt luôn ha. Là đối với miệt quế anh em nhớ nha. Đó. Khi mà cắt trụi á, cắt đầu đinh rồi cắt thứ, cắt cái bo, cắt cái phôi theo ý mình á, là anh em phải đóng bo vô ha. Đóng bo vô về nè. Đó. Rồi lại ghép cái mầm vô. Đó. Còn chỗ này nó không ra nè em ha. Chỗ này nó không ra thì ghép áp nè. Anh em thấy chưa? Là kéo cái cọng từ vòng ở đây, vòng vô đây, vòng đây áp. Áp thì nó dễ dính hơn mình ghép bằng cái mầm kia anh em ha. Nhưng mà ghép áp trong trường hợp nào, như là trong trường hợp mà nó chết, nó thiếu chỗ nào đó, người ta mới ghép cái áp vô. Chứ còn như cây này thì nó đâu có còn cái tược nào đâu mà ghép áp vô ha. Mình phải ghép cái bo vô, gọi là ghép cái mầm vô á. Nếu mà anh em kỹ thì anh em ghép 3-4 cái mầm vô cái ổ mắt mặt thẹo này. Mà cái cành nào chín thì ghép để lấy, còn những cành khác ghép để nó kéo nhựa lên phụ nuôi cái mặt này. Khi một thời gian đó mình mới cắt bỏ hết mấy cái tược đi. Đó. Khi mà bứng về như vậy nè anh em ha, để trong mát khoảng một tuần lễ mới hạ trồng anh em ha, hạ trồng. Thì không tưới không gì đó anh em ha, không tưới chỉ xịt phun sương cho thân thôi. Thì cây miệt quế nó sống rất là cao. Đó. Kỹ thuật về cây miệt quế thì có chia sẻ rồi, nhưng mà hôm nay chỉ nói thêm một số chỗ đó thôi ha, làm nhấn mạnh thêm cái vấn đề đó thôi để cho anh em nó dễ hình dung ra thôi. Rồi anh em hỏi là có mấy loại miệt quế thì một loại như vậy. Và một loại thứ hai nữa là loại thân xoắn. Ha anh em ha. Chứ còn bông chùm thì cây nào cũng bông chùm hết anh em ha. Có anh bạn anh nói là miệt quế mà lá xoắn bông chùm, lá xoắn là do bị bệnh con bò trĩ á.
là cũng có khả năng đúng nè ha. Chỉ có cái loại nữa là lá thân sắn á, ha, thân sắn. Thân nó sống là nó sống từ dưới này nè anh em, nó sống lên 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 nha. Như hôm trước mình có nói một lần là ở Ủy ban dân huyện Cai Lậy cái của Tiền Giang á, nó có một cây cây lớn nhất nước luôn á, là nó nổi tiếng từ cái cây đó. Cái anh em mới có người thì nghe kỹ, có người nghe không kỹ thì nói lá sắn bông trùm, nhưng thực chất nó là thân sắn anh em ha, thân sắn. Còn bông nguyệt quế cây nào cũng trùm thân nè, ở đây bình thường nè đó, mà bông nó cũng trùm trùm nè anh em thấy chưa đó. Vấn đề này không tin cãi anh em ha, không tin cãi. Anh em nào thấy nó hợp lý thì nghiên cứu thêm. Bây giờ cái thông tin trên mạng rất là nhiều anh em ha, thông tin mạng rất nhiều. Anh em muốn cần biết gì thì lên đó mình chỉ gõ cái đường link thì nó ra thôi. Không nhất thiết phải cự cãi chi hoài cái loại đó. Có một loại nữa anh em hay nói là nguyệt quế lá rí của thằng Thái. Nhưng mà thực chất đó anh em biết gì không, là cây toàn cầu đó, anh em ha, cây toàn cầu ghép vô nguyệt quế này. Đó, mình biết tới đâu thì mình chia sẻ anh em tới đó nha. Vấn đề này mình không nói đúng sai, cũng không khẳng định với anh em là có cái loại lá rí đó hay không. Nhưng mà theo mình biết á, là để có cái lá rí vậy người ta sẽ ghép cái toàn cầu vô, đóng cái bo toàn cầu vô đây, thì cái lá toàn cầu nó nhỏ nhỏ hơn cả lá bùm xụm anh em ha, nhỏ xíu vậy nè đó. Thì anh em có biết được thông tin nữa thì anh em comment dưới ha, chứ vấn đề này mình cũng không nên cự cãi và cũng không nên nói nhiều. Rồi có một số anh em thì nói chuyện làm ăn này kia, nó không phải anh em ha. Mình chơi mình phải thông tin cho nó đúng, chứ đừng có nổ lên thứ dữ lên, đặt tên thứ dữ lên rồi để dùng chiến thuật lùa gà ha, là này kia đấy. Rồi anh em mới chơi họ tội nghiệp họ anh em ha. Nhưng mà theo như mình nghĩ là anh em thích thấy đẹp, theo ý anh em thì anh em nên chơi ha. Còn chúng loại gì không cần thiết, miễn nó vừa ý mình, vừa túi tiền và nó đẹp theo ý mình thì mình chơi ha. Theo quan niệm của bà phố là vậy. Còn thông tin về cây nguyệt quế mình chỉ nói biết tới đó thì mình nói cho đó cho anh em thôi ha. Có gì anh em comment dưới cho mình biết thêm. Rồi cách cắt tỉa như thế nào ha. Cắt tỉa thì tại sao mình nói anh em là như cái này. Cắt tỉa một tháng, cắt tỉa một lần. Đó. Là khi để nó tùm gì nè anh em ha. Là mình mới cắt một lần. Chứ không phải nó vừa lú ra như mấy thằng bên đây. Cái mình đem cắt là không phải anh em ha. Có nhiều anh em nói là sao anh nói một tháng cắt một lần chứ sao cắt thường cho nó mịn nó đẹp gì đó. Không phải, nó phải có thời gian để cho cây nó thở nè ha, phải cho cây thời gian nó thở. Rồi chứ mình cứ vừa lú ra mình cắt, vừa lú ra mình cắt này, cắt riết nó si nó chết nè. Một tháng cắt một lần là vậy nè anh em ha. Khi nó để tùm vậy nè, trước tiên là anh em cắt á, cắt là giữ form nó tức cho nó ra cái như cái cây này hôm trước mình chừa rễ cho nó lớn nè, lớn cho nó bằng những mấy kia á. Rồi xong vô giờ nó đủ rồi nè, giờ mình cắt đó. Cắt là giữ form như vậy anh em ha. Giữ form trước rồi xong xuôi mình vô đây mình mới cắt lọc ra, giống như thằng bên đây. Cắt lọc nó thoáng ra vậy. Thằng nào cần chừa thì chừa, thằng nào cần để thì để, thằng nào cần đi dây nữa thì đi dây. Chứ mình ngày nào nó cũng lú ra, từng nào nó cũng lú ra cái mình đèo mình cắt là nó chịu không nổi anh em ha. Chịu không nổi. Giống như nãy mình nói là phải chừa cái nhánh thở cho nó. Đó. Ra cái form nó tước. Thì cắt nó giống như hớt tóc vậy anh em ha. Khi mình bắt đầu không quen thì cắt từ từ nó quen, nó phạm vô thì lần sau nó ra mình chừa lại. Chứ còn mình chừa cái tay cành tạo cái form dáng mới khó, chứ còn cắt tỉa với chăm sóc á, nhiều anh em nói nó khó, không phải này. Làm nó mới khó chứ còn chăm sóc với chơi dễ à. Vậy nè, một tháng thì cắt tỉa một lần gì đâu có khó gì, anh em thấy không? Đó. Cứ theo cái chớn cũ á, cái cỡ cũ. Đó. Còn lá nó sắn thì anh em nghiên cứu nha, mình có không nên nói đi nói lại hoài vấn đề đó. Bông chùm thì cây nào cũng chùm anh em ha, loại nào cũng chùm hết á. Chỉ có lá gí á là cái loại đó nó chủ yếu là chơi lá thôi, bông không đáng kể nghe anh em ha, nó ít, nó khó ra bông lắm. Còn nguyệt quế cây già thì nó ra bông rất là nhiều. Nó ra bông quanh năm nha. Đó. Để mình qua mấy anh kia. Cắt tỉa thì vậy anh em ha. Tháng lần lần. Còn mà mình muốn làm cho cái lá nó nhỏ lại anh em ha. Nó nhỏ lại sau nhiều lần cắt tỉa thì như vậy nè. Để mình lấy cái lá nó ra mình mô phỏng cho anh em nó dễ hình dung ha. Giống như vậy ha. Là nguyên cái nhánh lá như vậy nè, nguyên cái lá như vậy nè anh em thấy chưa? Từ đây ra tới đây là cái lá. Rồi mình cắt
mỗi một cái lá vậy mình cắt chừa hai cái lá này thôi, hoặc là có thể mình chừa 4 cái lá về đó. Anh em thấy chưa, 2, 4, 6, 8 lá nè, mình có thể mình cắt chừa 4 lá lại. Mình cắt dài lần như vậy thì cây nguyệt quế tự động lá nó nhỏ lại và nó rút ngắn cái khoảng cách lá lại nha anh em. Nó cô lại ngắn lại vậy nè. Đó. Cắt chừng nhiều lần nha, cắt nhiều lần như vậy thì nó cây nó ngắn lại. Với nguyệt quế anh em cắt vậy nó cũng đẹp. Cây nguyệt quế mình là mình hay dùng cái phương pháp đó, giống như cây lộc vừng anh em ha, anh em cũng phải dùng cái phương pháp đó là cắt nửa lá. Cắt chừng dài lần như vậy thì từ từ nó thích nghi anh em ha, thích nghi nó nhỏ lại. Là cách đó, nó nhỏ thì nhỏ cũng không đáng kể anh em ha, chứ không phải nó nhỏ lại như thằng Sâm Hương đâu, nó nhỏ theo cái của nó thôi, kiểu vậy. Cây này hồi mình cắt xong thì mình gỡ dây ra luôn. Đó, trước tiên mình phải cắt nó ra cái phơm giấy vậy đó. Rồi xong xuôi cái đầu từng tên một cái tay như vậy nè, mình sẽ tìm những cái tược nào nó mọc không đúng, nó mọc phía dưới này nè, ví dụ mấy dưới này nè, những cái tược cái lá phía dưới là phải bỏ hết. Đó. Những tược cái lá phía dưới, những cái tược mọc trong kẹt, mình cũng phải bỏ hết luôn. Những cái tược nào mà nó mọc không đúng, cũng cắt bỏ hết luôn, chỉ lấy những cái tược nào nó mình chừa lại thôi, mọc đúng vị trí thôi. Đó, như vậy đó nè, đơn giản ha, đơn giản. Nhưng mà điểm yếu của nó là kéo thẹo anh em ha. Rồi thứ hai nữa là khi mà cắt đầu đinh á, hoặc là mình cắt thành cái phôi theo đúng ý của mình á, thì nó lại không có ra tược, phải chừa tược thở, còn không phải ghép vô, chỗ nào thiếu thì áp vô. Đó, anh em chú ý mấy chỗ này thôi. Rồi anh em ha, một tháng cắt tỉa 1 lần vậy đó. Hồi nãy mình chia sẻ anh em cách để mà rút cái lá cho nó ngày nó nhỏ lại anh em ha. Có nghĩa là mỗi một cái lá như vậy, mình sẽ cắt chừa lại 2 cái lá mới trong thôi, hoặc là 4 lá mới trong. Ha. Cắt như vậy vài lần thì cây nguyệt quế nó sẽ tự nó cô lá lại anh em ha. Nhưng mà nó chỉ cô lại mức độ nào thôi, chứ không phải giống như thằng Sâm Hương ha, không phải như Sâm Hương đâu. Từ lá bờ chẽn này xuống nhỏ xíu đâu. Còn cái lá nhỏ thì như mình nãy đã nói rồi ha, nhưng không nói nữa. Để nói này có nhiều anh em họ lại nói ra nói vào cự cãi lum hết anh em ha. Anh em nào biết tới đâu, quan phố biết tới đâu thì chia sẻ anh em tới đó. Còn anh em nào có thông tin về các loại nguyệt quế á, anh em cũng bình luận ở dưới cho quan phố để quan phố cập nhật thêm ha. Chơi môn này là vậy, người biết chia sẻ cho người chưa biết. Cây này cũng tới ngày mở dây mà mình chưa mở anh em ha. Mình sẽ cắt hết những cái lá, những cái tược nó mọc mé dưới, những cái tược nó mọc không đúng chỗ, rồi còn chừa lại những cái tược nào mà nó đã nằm đúng vị trí mình. Thằng nào cong dên lên thì đi dây vô, còn thằng nào đã nằm yên rồi thì tháo dây ra ha. Rồi chơi cây là nó vậy. Rồi chất trồng thì cây phôi thì anh em đã thấy nè, cây phôi thì mình trồng sao mình chia sẻ anh em vậy đó. Cũng cái công thức đất giống như các loại hồng ngọc mai và mai chú thủy thôi ha, cũng than tổ ong như vậy, cũng mộng dừa, rồi cũng các loại khác. Khi mà ép chậu thì mình sử dụng acarama và đá bông mít ha. Đây là bông, nó đang bông nè. Khi nó già nè ha, nó già thì nó ra bông miết luôn ha, bông miết luôn. Ngày sáng nó tổ chập rồi, mình cắt tỉa gọn lại rồi. Đó. Khi làm phôi thì anh em chú ý cho đó ha, nhớ đừng có cắt cái rễ nó sát vô cái thân quá thì nó sẽ bị lũa từ dưới này lên đó luôn. Đó. Nó chưa kịp tỉnh lại là nó sẽ lũa nha anh em ha. Cắt tỉa như vậy. Rồi phân thì dùng phân hữu cơ và phân hóa học ha. Có hai loại đó thôi. Anh em thích dùng quen loại nào thì dùng loại đó, và mua được loại nào thì dùng loại đó. Rồi thuốc thì nó khi nào nó bệnh hoạn mình mới xịt thuốc thôi, còn bình thường thì nó loại này nó kháng thể cũng tốt anh em ha, nó cũng giống mai chú thủy, nó chỉ có thằng riệp sáp với thằng bò trĩ thôi, hai loại. Tiến trùng thì hiếm lắm nè ha, hiếm khi lắm. Nước thì cái loại này nó ưa nước ha anh em ha, ưa nước không sợ uống nước, nhưng mà cũng phải thoát nước tốt nha. Đó, trong clip hôm nay thì anh em chú ý thêm mấy chỗ đó thôi ha, về cây nguyệt quế. Có mấy loại á thì cái loại kệ nó đi ha. Thay vì mình cứ cải dòng này dòng kia thì mình cứ tập trung làm tốt và chăm sóc tốt cây mình thôi ha. Những cây nào mình yêu thích thì mình chơi, còn không thích thì nó loại gì đó kệ nó ha. Có mấy loại cũng không cần phải biết, chỉ cần mình thấy loại đó nó thích hợp với mình và đặc biệt là nó phù hợp với cái kinh tế của mình thì mình chơi đó. Còn nó như thế nào thì thôi ha anh em ha. Thôi. Rồi, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại clip sau.